Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên đó là MKB05234. Thì đây là một loại phân bón mà nó có chức năng chính luôn, đó là chức năng làm hoa trái vụ. Vì vậy nó sẽ phù hợp với các loại cây, thứ nhất là cây ăn quả, thứ hai là các loại cây hoa kiểng mà chúng ta muốn nó ra hoa đúng vào dịp Tết hoặc là một cái dịp nào đó hoặc một thời điểm nào cụ thể trong năm. Thì vì sao mà phân bón lá này có khả năng làm được điều đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần công dụng, từ đó chúng ta sẽ giải thích được là vì sao sản phẩm này có thể làm được những cái điều mà nó đã là một cái số loại phân bón khác không thể là làm được. Và ở đây các bạn cũng để ý được rằng đây M chính là mono các bạn ha, K là kali, một đa lượng, B là phosphor cũng là một đa lượng. Thì như các bạn đã biết ở những video trước, mình đã chia sẻ rất là nhiều về đa lượng, trung lượng, vi lượng, cũng giống như là siêu vi lượng hay gọi là rất hiếm. Thì ở sản phẩm này tập trung chủ yếu là đa lượng. Chúng ta thấy được có kali, có phosphor, và ở đây đó là cái phần trăm và những cái chất trong sản phẩm này chiếm được so với tổng thể. Ở đây chúng ta có 52% kali các bạn ha, tiếp theo đó là 34% phosphor. Chúng ta thấy được rằng á, trong sản phẩm này thì kali và phosphor nó chiếm cái vai trò rất là cao, chiếm vai trò chính chính và cái hàm lượng của nó rất là cao. Kali thì 52%, còn phosphor là 34%. Chính điều này nó sẽ làm cho cây chúng ta nó chuyển hẳn sang một cái giai đoạn đó là sinh dưỡng sinh thực, hay còn gọi đó là đơn giản, hay gọi đó là ra hoa, kết hoa đậu quả. Và chính điều đó thể hiện rõ ở cái phần công dụng của sản phẩm. Thứ nhất, sản phẩm này sẽ giúp cho cái hệ thống rễ nó phát triển sớm hơn, tăng cường khả năng hấp thụ phân bón và cái dinh dưỡng. Cái vế sau này thì đương nhiên rồi ha, khi mà hệ thống rễ nó phát triển rồi á thì chắc chắn là nó sẽ hút được nhiều dinh dưỡng, phân bón, khoáng và nước hơn. Vì sao mà cái hệ thống rễ này phát triển? Đó là vì các bạn nhớ ngược lại trong thành phần công thức á, chúng ta có ăn phosphor tới 34%. Chính nguyên tố đa lượng này sẽ giúp cho hệ thống phát triển ha. Bạn nhớ giúp mình, phosphor là giúp cho hệ thống rễ phát triển và cái lá nó sẽ màu già hơn, màu xanh hơn. Vì vậy, giả sử như trong một cái thời điểm nào đó các bạn muốn cái bộ lá của cây mình, bất kỳ cây nào cũng vậy ha, muốn chuyển sang cái màu xanh đậm nhiều hơn, nhanh hơn, thì chúng ta sẽ tăng cường cái phosphor cho cây. Tiếp theo đó là kích thích ra rễ non, vân vân, thì đây cũng là một trong những công dụng của phosphor như mình đã chia sẻ ở trên, nhằm hạn chế cây ra độc non và thúc đẩy các lá non mau trưởng thành. Đây cũng là công dụng của anh phosphor các bạn ha, và giúp tăng cường khả năng ra hoa tập trung. Thì đây đó là công dụng của anh kali. Thì anh kali trong trường hợp này anh chiếm tới 52%. Vì vậy anh kali thì anh có rất là nhiều cái công dụng, nhưng mà các bạn nhớ giúp mình luôn là thứ nhất á, là trong giai đoạn mà ra hoa đậu quả thì rất là cần kali, cũng giống như giai đoạn chúng ta nuôi trái muốn giúp cho trái có năng suất cao, mẫu mã tốt, trái ngọt thì chúng ta sẽ tăng cường kali các bạn ha. Và tổng hợp hai yếu tố kia lại, đầu tiên lại thì chúng ta có được cái công dụng tổng thể của sản phẩm MKB này, đó là kích thích ra hoa nghịch vụ đó, và tăng năng suất cũng như chất lượng nông sản. Và đây là cách xử lý cũng như là cái công thức mà chúng ta pha với nước các bạn ha, bạn xem lên trên màn hình đó, và các bạn chú ý cho mình, ở đây thì rất là nhiều chữ, bạn chú ý cho mình cái thời điểm sử dụng các bạn ha. Thì để kích ra hoa thì chúng ta sẽ thời điểm ta phun lúc nào, bạn nhớ giúp mình là tất cả các thuốc kích ra hoa thì phun trước khi chỗ hoa, đúng không? Kích ra hoa khi mà cái lá già của nó, lá nó đã già đi và cái mép lá cong vảnh lên là thời điểm tốt nhất để chúng ta kích hoa. Đây là công thức cho các loại cây ăn trái, cây rau màu và hoa kiểng.